Má nó dịch hoài luôn, không biết sao làm ăn nữa. Chắc đói luôn quá. Lấy 3 kg đá và ứ lại. Chắc để chơi từ từ luôn chứ giờ sao giờ. Bán 3 kg đá xong rồi lên trời ở luôn rồi. Phật tổ kêu hoài à. Ở Trần gian chán chết. Làm ăn gặp mấy anh công an mà anh chặn hoài. Chắc hết dịch xả lỗ mẹ luôn đi. Bán sale luôn. Bịch 2 thì bán 180. Bịch 5 thì bán 450. Ai mua gốc 4 thì tặng cái hộp quạt. Ai mua gốc 8 thì tặng luôn cây bon. Ai lấy giá sỉ thì tặng cái căn luôn. Dịch bệnh kiểu này xả lỗ cho anh em chơi. Ai muốn liên hệ mình nha. Ủa ai giống Phật tổ vậy? Rồi Phật tổ xuống rước mình rồi. Má nó dịch hoài luôn, không biết sao làm ăn nữa. Chắc đói luôn quá. Lấy 3 kg đá và ứ lại. Chắc để chơi từ từ luôn chứ giờ sao giờ. Bán 3 kg đá xong rồi lên trời ở luôn rồi. Phật tổ kêu hoài à. Ở Trần gian chán chết. Làm ăn gặp mấy anh công an mà anh chặn hoài. Chắc hết dịch xả lỗ mẹ luôn đi. Bán sale luôn. Bịch 2 thì bán 180. Bịch 5 thì bán 450. Ai mua gốc 4 thì tặng cái hộp quạt. Ai mua gốc 8 thì tặng luôn cây bon. Ai lấy giá sỉ thì tặng cái căn luôn. Dịch bệnh kiểu này xả lỗ cho anh em chơi. Ai muốn liên hệ mình nha. Ủa ai giống Phật tổ vậy? Rồi Phật tổ xuống rước mình rồi.